8 câu thơ đầu tiên. Cả lớp cùng đọc. Mình về, mình có nhớ ta. 15 năm ấy, thiết tha mặn nồng. Mình về, mình có nhớ không. Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn. Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi. Áo chàm đưa bụi phân ly. Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Ở đây ta thấy này, trong cái 8 câu thơ đầu tiên, ta đã thấy thể hiện rất là rõ cái kết cấu của hình thức đối đáp, đúng không? 4 câu đầu tiên là tiếng lòng của người ở lại. 8 câu là khung cảnh chia tay và tâm trạng con người. Khung cảnh chia tay và tâm trạng con người. Cô đi vào phân tích cho các bạn 4 câu thơ đầu tiên, đó là lời của người ở lại. Con biết là trong một cuộc chia tay thì lúc này đây thì người ở lại là người nói trước. Tại sao như vậy? Người ở lại sợ người xa đi, về thành phố rồi, quen ánh đèn cửa gương, quen cuộc sống đổ đầy, sẽ lãng quên quá khứ. Con nhớ lại cái bài Ánh Trăng Nguyễn Duy ấy. Tức là khi về thành phố, quen đến điện cửa gương thì quên những tháng ngày đã qua. Vậy ở đây như một lời nhắc ân tình ấy. Đó. Một cuộc chia tay đầy lưu luyến bịn dịn giữa những người Việt Bắc với người kháng chiến. Khúc hát chia tay được cất lên từ chính lòng người ở lại. Mình về, mình có nhớ ta. 15 năm ấy, thiết tha mặn nồng. Mình về, mình có nhớ không. Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Các con chú ý cho cô. Ở đây các câu hỏi tu từ. Nào, cả lớp chú ý cho cô. Câu hỏi 2 trong 4 câu thơ, đúng không? Lời của người ở lại ở 4 câu thơ mà có tới 2 câu hỏi tu từ ở các dòng lục. Mình về, mình có nhớ ta. Mình về, mình có nhớ không. Như vậy ở đây đã có 2 câu hỏi tu từ. Hai câu hỏi tu từ mục đích là vừa ứng hỏi, nhắc nhở, khơi gợi kỷ niệm cách mạng một thời gian khó. Như vậy, ở 4 câu thơ đầu tiên mà tác giả đã thể hiện ở đây rõ là 2 câu hỏi như nhập vào để thể hiện cái nỗi lòng của người ở lại, đúng không? Mình về mình có nhớ ta, mình về mình có nhớ không? Mục đích là vừa ứng hỏi, vừa nhắc nhở để khơi gợi kỷ niệm cách mạng về một thời gian khó. Con thấy có mấy chữ mình và mấy chữ ta ạ? Đếm hộ cô xem nào. Trong 4 câu có mấy chữ mình và mấy chữ ta? Có mục đích gì không khi nói được ở đây? Có mấy chữ mình và mấy chữ ta? Cả lớp chú ý xem nào. Có mấy chữ mình nhỉ? Có mấy chữ ta nhỉ? Có mấy chữ mình cả mấy chữ ta nhỉ? Con để ý cho câu 4 dòng đầu tiên. Câu 1 hỏi về thời gian. À, có 4 chữ mình một chữ ta. Nguyễn Thị Phương trả lời rất đúng ạ. Và đây cũng chính là dụng ý của tác giả. Có tới 4 chữ mình và một chữ ta. Như vậy, sự tương quan với ngôn từ cho thấy người về tràn ngập không gian, đầy ắp trong nỗi nhớ người ở lại, gợi cảm xúc đơn côi lặng thầm của người lại nơi núi rừng hoang vu. Tức là người về có 4 người thì người ở lại có một thôi. Vậy thì ở đây gì ạ? Người về rất là nhiều, nhiều người về, vậy người lại chỉ có một, gợi cái sự lặng thầm đơn côi trong nỗi lòng của người ở lại. Đấy. Con phân tích cái này. Như vậy có 4 chữ mình và một chữ ta, đúng không? Sự tương quan với ngôn từ cho thấy người về tràn ngập không gian, người lại chỉ có một thôi, gợi sự lặng thầm đơn côi cho cái nỗi lòng của người ở lại. Người về như tràn ngập không gian, người lại chỉ có một thôi. Nó gợi sự lặng thầm đơn côi trong nỗi lòng của người lại. Và ở đây, trong hai câu hỏi, con nhìn này, mình về, mình có nhớ ta, 15 năm ấy, 15 năm ấy là về thời gian, đúng không? Rồi nhá, cả lớp chú ý tiếp theo nào. Từ nhớ lặp lại 4 lần, làm tăng dần cái nỗi nhớ về cội nguồn, nhớ về vùng đất dày đầy nghĩa tình. Và
Bốn câu thơ tạo thành hai câu hỏi khéo léo, một câu hỏi về không gian, một câu hỏi về thời gian. Một câu hỏi về không gian, một câu hỏi về thời gian. Như vậy, hỏi về không gian, hỏi về thời gian để gói gọn trong một thời cách mạng, một vùng cách mạng. Hỏi về không gian, hỏi thời gian. Vậy ta thấy rằng cái ngôn từ tác giả Tố Hữu rất là đặc sắc khi ông sử dụng, đúng không ạ? Chỉ bằng bốn câu thơ thôi, tác giả đã gợi chúng ta về một vùng trời kỷ niệm, về một thời gắn bó chẳng thể nào quên, đúng không? Về thời gian cách mạng, về vùng cách mạng. Mình có nhớ ta, rồi 15 năm ấy thiết tha mặn nồng, mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn, nhắc đấy để gợi nhắc lại kỷ niệm về một thời chẳng thể nào quên. Chúng ta chú ý cho cô thứ nhất, thời gian kháng chiến. Tại sao ở đây có cụm từ 15 năm? Đấy, chúng ta chú ý cho cô thời gian kháng chiến với thời gian 15 năm. Và đặc biệt chú ý cho cô cái chữ mình và chữ ta. Các con thấy chữ mình, chữ ta không? Mình về, mình có nhớ ta. Chữ mình đặt ở đầu câu, chữ ta đặt ở cuối câu. Đó. Chữ mình, ta, hai đại từ, hai cách xưng hô quen thuộc của ca dao như một khúc giao duyên đằm thắm. Và chính điều đó tạo không khí chứa tình cảm xúc. Đặc biệt là chữ mình, ta đặt ở đầu câu thơ, tạo cảm giác xa xôi cách biệt, đúng không? Chữ mình ở đầu, chữ ta ở cuối, đúng không? Như vậy, chữ mình, ta đặt ở đầu câu thơ, mình ở đầu, ta ở cuối, tạo cảm giác xa xôi cách biệt, ở giữa là tâm trạng băn khoăn của người ở lại. Đặc biệt đây chúng ta sẽ xét cho cô cụm từ 15 năm. 15 năm ấy nói đến con số thực, tức là bắt đầu cuộc kháng chiến chống khi Nhật và chiến nước ta, đúng không? Từ năm 1940 đến năm 1954. Và kỷ niệm thời gian khó đến chiến thắng, Tố Hữu đã khơi rất sâu vào cái nguồn mạch đạo lý ân nghĩa thủy chung của dân tộc để thể hiện tình cảm cách mạng. Nhớ cho cô, cái 15 năm là tính từ thời kháng Nhật, tức là từ cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940 đến khi những người kháng chiến trở về thủ đô vào tháng 10 năm 1954. Và chính cái thời gian kháng chiến đó, những tháng ngày khó khăn gian khổ ấy đã làm nên cái tình cảm thiết tha mặn nồng, một thời gắn bó chẳng thể nào quên. Đặc biệt này, thiết tha mặn nồng. Thiết tha mặn nồng đó là tình cảm bền chặt keo sơn mà quân và nhân dân ta đã gắn bó, đã sẻ chia trong suốt 15 năm. Cách mạng gian khổ hào hùng, Cảnh và người Việt Bắc gắn bó nghĩa tình với những người kháng chiến. Như vậy, cả lớp chú ý này, ở cái hình ảnh ở đây, thời gian 15 năm, tình cảm thiết tha mặn nồng. Như vậy, gắn với câu hỏi thứ nhất, người ở lại nhắc đến một khoảng thời gian xác định. Ở đây thời gian xác định nhá. 15 năm ấy, đây là khoảng thời gian từ năm 1940 khi Việt Bắc trở thành căn cứ địa cách mạng đến tháng 10 năm 1954, sau khi chiến thắng Điện Biên Phủ, những chiến sĩ cách mạng từ miền núi trở về miền xuôi, Trung ương Đảng và chính phủ từ căn cứ địa Việt Bắc về lại thủ đô. Như vậy, đây là khoảng thời gian ghi dấu một thời kỳ cách mạng, một giai đoạn cách mạng của dân tộc ta. Những khoảng thời gian ấy lại đi liền với cụm từ chỉ sắc thái tình cảm của con người. Nhá, cụm từ chỉ thời gian đi liền ngay sau đó là cụm từ chỉ sắc thái tình cảm con người. Thiết tha mặn nồng. Như vậy, đây không chỉ là khoảng thời gian với con số 15 năm khô khan, mà còn là 15 năm gắn bó mặn nồng tha thiết giữa ta với mình, giữa những người Việt Bắc với những con người kháng chiến, giữa người kháng chiến với nhân dân Việt Bắc. 15 năm nghĩa tình
Điều đó cho thấy thơ Tô Hữu luôn đề cập những sự kiện lịch sử của dân tộc, những tình cảm lớn, tình yêu lớn. Được chưa ạ? Xong kỷ niệm thứ nhất nhé. Như vậy, nhớ về Bác là nhớ về kỷ niệm thứ nhất là về thời gian. Đấy. Tiếp theo. Kỷ niệm thứ hai đó là nhớ về không gian kháng chiến. Mình về, mình có nhớ không? Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. À, lại tiếp tục cái mạch cảm xúc tác giả hướng về không gian. Núi, nguồn, tượng trưng Việt Bắc, cội nguồn cách mạng. Cây, sông, đó là môi trường sống khi về xuôi. Như vậy, như muốn nhắc nhở khi về xuôi đừng quên nghĩa tình cách mạng và khẳng định cái tấm lòng chung thủy. Rõ ràng đây ta thấy nhà thơ đã mượn quy luật của tự nhiên. Núi là môi trường sinh dưỡng cho cây, nguồn tạo thành sông để nhắc nhở khéo léo tế nhị xin đừng quên Việt Bắc vì đây chính là cái nôi của cách mạng, là cội nguồn, là quê hương cách mạng. Ý thơ nhắc nhở đạo lý truyền thống của con người Việt Nam uống nước nhớ nguồn là nhớ về ngọn nguồn cách mạng ấy. Lời nhắc nhở hay chính là lời tri ân của những người kháng chiến với quê hương Việt Bắc. Như vậy, bốn câu đầu là tiếng lòng của người ở lại và bốn câu tiếp theo là tiếng lòng của người xa đi. Nằm trong mạch hát đối đáp, bốn dòng thơ tiếp theo diễn tả tâm trạng người về xuôi. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi, áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Nếu như các con để ý trong sách khoa thì con thấy ngay ở đây có từ tha thiết, tiếng ai tha thiết. Như vậy, người ra đi không trực tiếp trả lời câu hỏi mà lắng nghe câu hỏi. Nếu như ở bốn câu thơ trên thì người ở lại nói thiết tha, người đi nghe tha thiết, đúng không? 15 năm ấy thiết tha mặn nồng, đến bây giờ thì tiếng ai tha thiết bên cồn. Như vậy ta thấy này, người ra đi không trực tiếp trả lời câu hỏi mà lắng nghe câu hỏi. Có thể thấy sự hô ứng tới ngôn từ tạo nên cái sự đồng vọng trong lòng người. Bốn câu đầu là tiếng lòng của người lại thì bốn câu sau là tiếng lòng của người ra đi. Người ra đi không trực tiếp trả lời câu hỏi mà lắng nghe câu hỏi. Người ở lại nói thiết tha, người đi nghe tha thiết. Rõ ràng đây có sự hô ứng về ngôn từ nhá, như một lời đồng vọng vậy. Các bạn chú ý tiếp theo cho cô. Đại từ ai? Đại từ ai là đại từ phiếm chỉ. Con hiểu phiếm chỉ là gì không ạ? Phiếm chỉ nó không có xác định một người đó cụ thể nào cả, đúng không? Ở đây cái từ đại từ ai sử dụng trong ca dao ấy, hay là cái bài mình học gần nhất là cuối học kỳ 2 của lớp 11 đấy. Ai biết tình ai có đậm đà, nó không có con xác định thì người ta đã gọi đó là gì ạ? Đó là đại từ phiếm chỉ. Vậy cái đại từ ai đây? Phiếm chỉ nhưng không xa xôi mà rất cụ thể, chỉ người dân Việt Bắc, gắn với sự ngọt ngào như tình cảm lứa đôi trong ca dao vậy. Bởi vì đây là sao nhở? Tác giả đưa ra lời thơ chính trị nhưng thấm đẫm chất trữ tình ý, mượn tình cảm của lứa đôi mà, đúng không? Và các bạn chú ý cho cô những cái từ lấy ở đây, đó là được tác giả sử dụng này. Bâng khuâng. Bâng khuâng là từ lấy gợi ra những trạng thái cảm xúc mơ hồ khó tả, đan xen buồn vui, luyến tiếc nhớ nhung, khiến con người như ngơ ngẩn. Tại sao lại vừa vui vừa buồn? Vui vì kháng chiến đã thành công rồi, buồn vì phải xa mảnh đất nơi này, cho nên tâm trạng làm sao nhở? Bâng khuâng. Tác giả dùng từ rất là chính xác để diễn đạt cái nỗi lòng của người xa đi. Bồn chồn là trạng thái nôn nao thấp thỏm khiến con người đứng ngồi không yên. Cái điều đó đã thể hiện được cái tâm trạng chíu ưu tư, có sự trăn trở lo lắng cho người lại, lưu luyến không nỡ rời xa của những người cán bộ với cảnh và người Việt Bắc. Ở đây nhà thơ đã tâm trạng hóa
bước đi của người về xuôi, những bước đi không nỡ rời xa mảnh đất nơi này. Đấy. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi. Ở đây chúng ta nhớ cho cô nhé, nhà thơ đã tâm trạng hóa bước đi của người về xuôi, những bước đi không nỡ rời xa mảnh đất yêu thương đã từng gắn bó. Mỗi bước đi, mỗi bước nhớ, mỗi bước đi, mỗi bước không yên. Xa Việt Bắc như thiếu vắng một cái gì đó thật lớn lao, để rồi xốn sang bối rối ngập ngừng không muốn rời xa. Tức là bước chân làm sao nhỉ? Bước chân không muốn rời xa mảnh đất nơi này, nơi đã từng gắn bó. Chúng ta sang hai câu sau. Áo chàm đưa buổi phân ly. Chúng ta chú ý cho cô hình ảnh áo chàm. Áo chàm. Đây là một hình ảnh hoán dụ. Con học hoán dụ rồi, nó có bốn bốn khía cạnh của hoán dụ: lấy dấu hiệu của sự vật để chỉ sự vật, lấy cái bộ phận để chỉ cái toàn thể, lấy cái cụ thể để chỉ cái trừu tượng, lấy cái chứa đựng để chỉ cái bị chứa đựng. Vậy thì áo chàm là hoán dụ, bởi đây là lấy cái dấu hiệu của sự vật để chỉ sự vật đấy, đúng không? Bởi vì áo chàm là trang phục quen thuộc đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc. Các con thể ghi ý hiểu này ra cho cô nhá, để khi phân tích. Vậy bạn thấy khi phân tích thì bao giờ bạn cũng phải chỉ cho cô được từ nghệ thuật tới nội dung, nhớ chưa? Như vậy, ý thứ nhất của hình ảnh áo chàm đó là trang phục quen thuộc đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc. Cái vẻ đẹp tâm hồn của người dân Việt Bắc, giản dị, mộc mạc, chân thành. Màu chàm là màu khó phai, tượng trưng cho tấm lòng thủy chung của người Việt Bắc. Đấy, như vậy bằng cái hình áo chàm ấy có ba ý nghĩa. Thứ nhất, thể hiện trang phục của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Thứ hai, thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của họ, giản dị mộc mạc. Thứ ba, cái màu chàm là màu khó phai, phải chưa, chăng điều đó tượng trưng cho cái tấm lòng thủy chung của người dân Việt Bắc. Cả lớp ghi lại ý cho cô nhá. Khi các con hiểu từng ngôn từ rồi ấy, thì vào phòng thi con viết ra rất là dễ, hiểu không? Cho nên các con không được học theo cái kiểu cứ tìm cái ngôn từ thật là hoa lá, nó không có điểm. Chúng ta là học để thi đại học á, cho nên phải đúng ý và trúng ý, các con nhớ chưa? Một số bạn thì thường hay hỏi cô có cần phải viết dài lắm không? 4 5 tờ trong thời gian 120 phút, không cần phải nhiều đến như vậy. Quan trọng nhất là con phải học đúng ý và trúng ý, miễn liên miên lan man, nhớ chưa? Học đúng ý phân tích và đúng từ khóa khi khai thác. Từ khóa thì cô sẽ dành cho buổi sau để cô sẽ dạy các con cách triển khai nhá. Rồi, bây giờ cả lớp ghi xong hoán dụ chưa ạ? Ở đây, cái áo chàm đưa buổi phân ly, và chúng ta chú ý cho cô cái từ phân ly. Từ phân ly nhá. Đây là một từ Hán Việt cổ điển hóa. Vậy tác giả sử dụng cái từ phân ly, không nói là chia tay. Nếu nói chia tay rất là bình thường, đúng không? Áo chàm đưa buổi chia tay thì nó bình thường, nhưng áo chàm đưa buổi phân ly, vì phân ly đây là từ Hán Việt cổ điển hóa, làm trang trọng hơn cuộc chia tay, mềm hóa cái nội dung chính trị trong thơ. Đấy. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Cả lớp nhìn và chú ý cho cô. Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Và cuối câu thơ này có dấu ba chấm. Đấy cũng là một dụng ý nghệ thuật mà chúng ta cần phải phân tích nhé. Ở đây cả lớp chú ý cô. Cầm tay, đó là tình cảm thắm thiết, yêu thương, không muốn rời xa của kẻ đi, người ở. Đúng không? Cái cầm tay ấy là cái tình cảm thắm thiết yêu thương không muốn rời xa của kẻ đi người ở. Biết nói gì? Biết nói gì để diễn tả cái không lời nhưng thể hiện được nhiều nhất cái tình cảm dạt dào dâng trào trong nỗi xúc động, nghẹn ngào mà không nói nên lời ấy. Biết nói gì? Và đặc biệt đó là dấu chấm lửng ở cuối dòng như một nốt lặng đọng, lại bao cảm xúc vấn vương, đúng không? Tức là như một phút ngừng lặng ấy mà không nói nên lời của cả người đi kẻ ở.
Như vậy chúng ta thấy nè, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay, cắt nhất ngất nhịp của câu thơ đã tạo nên một khoảng dừng nhá. Bình thường ấy, trong thơ lục bát ấy, trong thơ truyền thống ấy thì là hai 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 nhịp đều nhịp chẵn, nhưng đây này, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay, vậy thì cách nhắc nhịp của câu thơ đã tạo nên một khoảng dừng. Đây là giây phút bịn xịn lưu luyến của tâm trạng, họ không nói lên lời mà chỉ có những cái bắt tay nghẹn ngào, những ánh mắt đầy cảm xúc đã nói lên tất cả. Ta chợt nhớ tới câu thơ của Lưu Quang Vũ viết về bàn tay của những người yêu nhau: khi chia tay ta chỉ nắm tay mình, điều chưa nói bàn tay đã nói, mình đi rồi hơi ấm còn để lại, còn bồi hồi trong những ngón tay ta. Tức là gì ạ? Cái bắt tay ấy nó sẽ thay cho bao lời nói rồi, đúng không? Như vậy, các bạn vừa nghe cô phân tích 8 câu đầu tiên. 8 câu đầu tiên đó là cuộc tiễn đưa, có nhớ thương nhưng không buồn đau, mà mang lại niềm vui, niềm tin của những con người đã làm nên chiến thắng. Có nhớ thương đến cồn cào xa xiết, có bồn chồn nhưng không hề đẫm lệ, vì chia tay không phải để ly biệt, để diễn, để chia xa mãi mãi, mà chia tay để tin tưởng và hẹn ngày đoàn viên. Như vậy rõ ràng đây là xem nhỉ? Chia tay nhưng không có buồn đau như trong văn học cổ, đúng không? Mà chia tay, và đây chính là cái nét hiện đại đấy con. Nét hiện đại, bởi vì ở đây chia tay có nhớ thương nhưng không buồn đau, đúng không? Mà mang lại niềm vui, bởi vì niềm vui chiến thắng. Chia tay hôm nay để hẹn gặp ngày mai, đó, để niềm vui sẽ đong đầy trong họ. Và với 8 dòng thơ mở đầu, người đọc đã cảm nhận một cách khá đầy đủ âm hưởng chung của bài thơ. Âm hưởng khúc hát đối đáp, khúc hát du nhẹ nhàng sâu lắng, cùng với ngôn ngữ đậm một sắc trữ tình của ca dao, chúng ta có thể cảm nhận một cách sâu sắc đặc trưng trữ tình chính trị của thơ Tố Hữu. Đó.